Hôm nay Nhuận Đức chia sẻ một đoạn pháp ngắn về cơ hội đặc biệt để tu tạo phước duyên. Mỗi người chúng ta biết nắm bắt cơ hội để tu tạo phước duyên. Năm nay chúng ta ở đây ngay tổ đình hộ pháp tổ chức 2000 lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây phải là cơ hội đặc biệt để tu tạo phước duyên không quý vị? Từ xưa tới giờ quý vị có thấy ai tổ chức cái chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà 4 ngày như vậy không? Và chia sẻ Phật pháp và tu những ngày thường rồi phóng sanh rồi cúng thí thực luôn 4 ngày. Nên những đức nói rằng cơ hội để tu tạo phước duyên gọi là đặc biệt. Nên chân thật mà phát tâm. Ngày 18, ngày 19, ngày 20, ngày 21. Ngày 18 chiều lại chúng ta lễ bên Đại Tùng Lâm ngay cái nhà Tôn. Rồi bắt đầu từ ngày 19 cho tới ngày 21 là chúng ta lễ bên Hộ Pháp. Những đức khuyên tất cả những người Phật tử, những người nghe đạo hay những người chưa từng đi chùa gì đi chăng, trong nước ngoài nước nên đủ duyên chân thật về để dự cái pháp hội này để chúng ta tu tạo phước duyên. Quý vị nhớ, tiền bạc vật chất của cải sanh không mang đến, chết không mang đi. Cái tu tạo phước duyên là cơ hội đặc biệt để chúng ta cầm theo, vì sao không tạo? Cái việc đặc biệt này tại sao không làm? Việc đặc biệt này tại sao không làm? Kết duyên với bao nhiêu bạn xen về đây để cùng niệm Phật lại Bồ Tát, rồi nghe pháp. Quý vị rủ nhiều người về để cùng tu. Có những người nghèo quý vị tặng tiền xe cho họ đi luôn, nhưng phải tổ chức cho đàng hoàng, nghiêm túc, đàng hoàng, kỹ lưỡng. Nói với họ chuyến đi này phải cố gắng nhiệt tình. Chương trình ở đây tổ chức 4 ngày cực lực sắp xếp mà những đức còn động viên quý vị nhiệt tình. Quý vị ơi, cuộc đời con người chúng ta mang cái thân giả này, một ngày nào nó bỏ mình mất tiêu rồi. Bây giờ mình còn tu được, mình còn làm được, mình còn tu phước duyên được, nên chân thật làm đi. Nhiệt tình, chân thật nhiệt tình làm đi quý vị. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Cuộc đời con người ai cũng sẽ đến cái tuổi già lụm cụm. Bây giờ mình còn khỏe, còn làm được, còn nói được, còn nghe được, vì sao không làm? Chờ tới ngày già cả rồi hối hận sao quý vị? Chờ ngày già cả hối hận sao? Nên những đức nói rằng cơ hội đặc biệt để tu tạo phước duyên. Kẹt quá ở nhà lại chứ làm sao bằng trong cái hội chúng mà bao nhiêu ngàn con người này. Những đức đặt 1000 bộ tượng tam thánh rồi đó. Bây giờ nhiều người quý vị muốn thỉnh thì trước nhất điện thoại, hoặc là những vị trưởng đoàn khi đi đoàn của mình là hỏi kỹ đàng hoàng ai quyết định thờ Phật, ghi tên vô đàng hoàng. Lên đây bắt đầu gặp những đức đưa phiếu trước cho những đoàn ở xa. Tạo điều kiện cho người ta ở nhà có ngôi tam bảo, có thờ khóa tu. Rồi những đức đặt 10,000 chiếc máy niệm Phật. Chiếc máy niệm Phật lúc nào cũng đeo máy niệm Phật. Đặt xong rồi đó quý vị. Và trong chiếc máy niệm Phật này có cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm, gọi là kỷ niệm đảnh lễ 2000 lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong vòng 4 ngày đó tặng tượng Phật,
nguyên bộ Tam Thánh, tặng mỗi người một chiếc máy niệm Phật có hình Bồ Tát Quán Thế Âm in trong đây luôn. Cuộc đời có người đến thế gian này, những việc gì làm được tốt, chân thật làm đi quý vị. Đừng đợi, đừng đợi hấp hối rồi chúng ta hối hận. Đừng đợi hấp hối hối hận. Có những người giàu sang phú quý cả đời toàn là bo bo tiền bạc, không tạo được phước duyên gì. Khi chết thì hả họng trợn mắt. Còn nặng nề của cải, nhiều người thiếu nợ chưa trả kìa, chết bất đắc kỳ tử rồi. Trong lòng chết mà còn dính như vậy, ghê chưa, kinh chưa. Nên cuộc đời của người biết lo thì tự nhiên gọn vô cùng. Có tiền bạc vật chất, biết tu phước tu duyên, chân thật nhìn nhận. Quý vị đi về chùa mình, quý vị thấy bao nhiêu người già nằm, bao nhiêu người già khỏe, bốn điểm chùa. Những đức, có nhiều người hỏi vì sao thầy nuôi bao nhiêu người già được. Những đức nói có gì mà không được. Bây giờ chỉ có cái mạng này, chỉ có cái mạng này, mà cái mạng này còn làm được mà không nhiệt tình làm sao. Có những Phật tử nói thấy thầy lễ Phật, lễ Bồ Tát, chia sẻ Phật pháp có khi ho thấy nóng ruột vô cùng. Những đức nói cố gắng thôi cô à, cố gắng thôi chú à. Vì sao? Vì một ngày nào nó cũng bỏ mình rồi, cái thân này bỏ mình rồi, mình đến thế gian này mình cũng làm cái gì đó trong cuộc đời cho nó ý nghĩa. Lúc trước chưa gặp Phật pháp toàn là sống những ngày tháng vô nghĩa. Bây giờ gặp Phật pháp rồi phải làm, phải sống những ngày tháng cho có ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức động viên tất cả hàng Phật tử nên phát động chương trình này, tất cả những trưởng đoàn phát động chương trình này, vì đây là một chương trình cơ hội đặc biệt để cho tất cả chúng sanh tu tạo phước duyên. 4 ngày một cái pháp hội xuyên suốt luôn. Buổi sáng dụng công tu, sáng sớm dụng công tu, 8 giờ rưỡi như đức chia sẻ Phật pháp, niệm Phật xong phóng sanh cúng thí thực. Chiều 1:30 niệm Phật, những đức chia sẻ Phật pháp, phóng sanh cúng thí thực. Tối lại 6 giờ những đức chia sẻ Phật pháp một chút, xong đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 4 ngày là như vậy. Quý vị thấy thời khóa kính tương đối điều điều, nhưng những đức bố trí cho quý vị tích tụ năng lượng để đảnh lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ cần quý vị chân thật phát tâm, phát tâm kiên cố, phát nguyện kiên cố thì thành công. Nhớ cái câu không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Nên chân thật quý vị. Còn nhiều người Phật tử ở khắp nơi nơi cũng tổ chức bật âm thanh lên cho người ta lại. Như cô Thúy rồi, ở miền ngoài Hà Nội rồi, cũng rủ được mấy trăm người đến lại. Chân thật mà làm, chân thật mà làm. Đặt máy nghe pháp được, tặng cho những người già, hoặc giới thiệu cho người ta đặt lại. Mình có dịp đi về chùa, tất cả Phật tử nghe rõ, có dịp đi về chùa, mình nhớ là mình gặp được Phật pháp cứu đời mình, mình gặp được Phật pháp cho mình niềm vui. Bây giờ mình nên chân thật đem Phật pháp đi giới thiệu cho ông bà, dòng họ, cha mẹ hai bên, chòm xóm láng giềng. Một chiếc máy nghe pháp V52 này thôi, đơn giản, nhưng cái giá trị liên thành, có thể cứu một mạng con người sắp sửa đọa địa ngục mà nghe được, biết tu, biết niệm Phật, hóa giải nội tâm khổ đau cho người ta. Nhiều người được lợi ích cực kỳ, được lợi ích cực kỳ lớn từ chiếc máy nghe pháp V52 này mà truyền tịnh độ. Cơ hội được đi về đây, tất cả trưởng đoàn nên nhắc người ta đến bắt đầu đặt máy nghe pháp liền. Một là gỡ lại, hai đem ra xe cắt dứt hết đi. Có tiền bạc đồ cầm theo, muốn cúng dường Tam Bảo là bỏ thùng Tam Bảo liền. Này Đức chỉ dẫn quý vị.
Còn nếu không vàng bạc rồi đừng có nó đeo theo chỗ đông người. Điện thoại để ở nhà luôn 4 ngày này miếm mặt để mà tu có kết quả. Đoàn trưởng đoàn nên chỉ người ta nghe chưa. Cúng dường tam bảo đến bỏ thùng tam bảo cúng dường liền. Muốn phóng sanh thùng phóng sanh đồ này kia cúng dường liền. Muốn đặt máy nghe pháp qua đặt liền. Đặt máy nghe pháp xong buộc gọn lại hết. Cầm lên để ngay chăng cho cái ghế ngồi của mình. Đàng hoàng hết. Trên xe đâu vào đó hết chứ. Bố trí cho đàng hoàng. Đi đến chỗ đông người. Vàng bạc với chiền đồ này kia đừng có đeo theo. Để cho thân thể sạch sẽ gọn ghẽ để lo tu 4 ngày luôn. Rồi đi đến chùa 4 ngày này miên mặt lo tu lo niệm Phật. Đừng có nói chuyện nghiêu ngao sùm lãng hoạt. Chỉ dẫn người ta ăn uống để đâu do đó đàng hoàng. Mỗi người gọn chút cho chùa 4 ngày được đâu do đó đàng hoàng sạch sẽ. Nhiệt tình quý vị. Về đây giống như về nhà. Giống như về nhà. Rồi đây là máy nghe pháp, đây là máy niệm Phật. Một chiếc máy niệm Phật nhỏ lúc nào cũng đeo cổ. Vì thấy Như Đức lúc nào cũng đeo không? Bắt niệm Phật lúc nào cũng đeo. Còn chiếc máy nghe pháp này người chưa biết niệm Phật nhiều, cần nghe để gây dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật. Cần nghe hoài để mà nó tăng tính tâm tính nguyện niệm Phật. Đi về đây cơ hội lâu lâu đi viền lần, nhớ đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen, máy bấm số. Quý vị có điều kiện đặt đem về, đưa lại, gom tiền lại cũng được. Người nào nghèo khó quá tặng luôn. Còn riêng những đức thì tặng cho mỗi một người đến đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm một chiếc máy niệm Phật này. Mỗi người một chiếc máy niệm Phật này để làm kỷ niệm có hình Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. 4 ngày này tu quý vị cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình. Những người mang nghiệp phá thai, những người bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề đi đến đây để cùng kết hợp với cái pháp hội này để cùng tu phước tu duyên, để chuyển cái nghiệp chướng của chính mình luôn. Chân thật mà phát tâm quý vị, cơ hội hy hữu khó gặp. Nhớ nghe. Cơ hội hy hữu khó gặp. Nên những đức nói rằng Phật tử ai, chùa ai, đệ tử ai, việc này quý vị nhớ, chúng ta đi tu mà, đi niệm Phật niệm Bồ Tát mà, cơ hội mà. Chứ những đức đâu có lôi kéo tín đồ ai, lôi kéo Phật tử nào đâu, không. Những đức ở một nơi những đức đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà chương trình này đặc biệt nên những đức giới thiệu cho quý vị, để mà chúng ta có cơ hội cùng tu chung. Bây giờ những đứa còn sức khỏe, những đứa có thể làm được, cố gắng hết lòng thì mình hết lòng cực lực nhiệt tình thôi. Với khả năng của mình thì bao nhiêu mình làm tới bờ tới bến luôn. Nên chân thật mà phát nguyện phát tâm đi quý vị. Dù mình là phàm phu nhưng mà những việc tu phước tu duyên, khuyên người niệm Phật mình đủ duyên mình chân thật làm, bản thân ai mà không còn sai, ai mà hoàn toàn tốt đẹp hết đâu. Nhưng mà việc tốt đem tặng cho người, vậy thì cũng tốt rồi. Cố gắng, nhiệt tình cố gắng. Nó nên tất cả những vị trưởng đoàn, tất cả những người biết qua những đức, hay là những người chỉ gặp qua, coi qua bài chia sẻ này, nên chân thật mà phát tâm. Nhớ, những ngày những đức thông báo toàn là ngày âm lịch, 18 âm lịch, 19 âm lịch, 20 âm lịch, 21 âm lịch của tháng 9. Chúng ta sẽ lễ 2000 lại mà còn nghe pháp mỗi ngày, phóng sanh cúng đi thực. Tất cả những người mang nghiệp phá thai nên đến cái chương trình này. Bây giờ quý vị nên xin nghỉ đi. Còn những người khỏe, những người làm được việc phụ ở đây được, đến trước 1 ngày, 2 ngày cũng được. Những đức sắp vô cái ban, quý vị vừa phục vụ chúng sanh được. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tối lại 500 danh hiệu được luôn. Vừa làm công quả là tu phước, vừa lại Bồ Tát Quán Thế Âm là tu huệ. Cơ hội tu phước huệ đặc biệt thù thắng. Nhớ, cơ hội tu phước huệ đặc biệt thù thắng, đừng bỏ qua. Cơ hội tu phước huệ đặc biệt thù thắng, đừng bỏ qua. Cuộc đời con người sanh không mang đến, chết không mang đi, thắng này còn bỏ. Đem phước báo cắm cho tất cả chúng sanh. Cơ hội mà. Cơ hội mà. Có người thầy nhiệt tình hết lòng làm những việc như vậy quý vị. Đây là cơ hội được có cơ hội gặp. Nhiệt tình đi. Những đức nói rằng cuộc đời của người mình có tiền bạc cắm vào chúng sanh hết. Đưa tiền cho hòa thượng xây chùa. Làm những việc lợi ích.
cho con người già được gì để ở, quý vị coi, nhà cửa cắt, cho người già gì được nương tựa. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là người ta được có nơi ở, nơi bình an, nơi tu tập để người ta hướng đến giải thoát. Đây là sự hộ trì tâm bảo tuyệt vời, nhìn nhận để mà cố gắng làm, quý vị ơi. Cuộc đời quý vị coi, khắp nơi trên toàn thế giới, bệnh hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, đủ chuyện hơn thua đấu đá. Nên Phật mới nói là ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết, chỉ có cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta là người tu tịnh độ, dẫn dắt người đến đây để mà chỉ dẫn người ta hướng đến cực lạc Tây Phương, giúp cho một người niệm Phật còn hơn đem bảy báo cúng dường trăm năm. Chân thật làm đi, hàng Phật tử ơi. Những vị trưởng đoàn nên phát động chương trình này mạnh lên. Chương trình tu phước tu duyên mà sợ gì? Sắp xếp nghỉ đi, 5-7 ngày nghỉ đi, không sao đâu. Nhiệt tình trong 4 ngày này miếng mặt, nhớ điện thoại đồ dẹp hết, để nhà đi. Nó tiền bạc cúng dường thì đến chùa là cúng liền, đặt máy nghe pháp đặt liền, sắp xếp rõ ràng hết. Vàng bạc cái này kia đừng nên đeo theo tùm lum. Đến chỗ đông người đâu vào đó đàng hoàng, rồi quyết tâm phát nguyện nhất định con lễ 1-2 ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nó nên chân thật phát tâm, nó nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử khi nghe đoạn này hừng hực cái tâm lên. Vừa mới tính đi 40% thôi mà nghe công đoạn này cái là tăng lên 90% luôn. Quyết định là con hiểu, con phải đi mới được. Vì cơ hội khó gặp, cơ hội khó có, bỏ qua cơ hội này không biết sau này có cơ hội này hay không. Cố gắng quý vị, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.